Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách làm bánh mì gối đơn giản nhất bằng máy làm bánh mì Rambem nhé. Máy làm bánh mì Rambem hoàn toàn bằng tiếng Việt, rất là dễ sử dụng ạ. Nguyên liệu sẽ như sau ạ, gồm có bột mì, đường, men, bơ, nho khô, muối và nước. Chúng ta sẽ dùng những cái cắp như thế này nhé, muỗng như thế này để đong đo. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái khay đựng bột ở trong máy ra và cho các nguyên liệu vào. Trong nguyên tắc là chúng ta sẽ cho các nguyên liệu lỏng trước và nguyên liệu khô sau. Cho nước đầu tiên, sau đó đến bơ, sau đó đến bột mì. Tạo một lỗ ở giữa, rồi chúng ta cho men vào lỗ đó để cho men này không chạm vào nước nhé. Lấp lại. Sau đó thì cho đường, cho muối. Còn nho khô thì chúng ta sẽ cho vào cái khay ở trên này. Rồi sau đó cho khay đựng nguyên liệu vào máy. Với bánh mì gối thông thường thì chúng ta sẽ chọn menu số 1 là cơ bản. Chúng ta cắm máy lên thì máy nó sẽ đã hiện số 1 rồi. Thời gian làm là 3 tiếng 40 phút và chúng ta chỉ việc ấn khởi động. Máy đã bắt đầu chạy rồi. Đây là quá trình máy đang nhào bột, chúng ta hoàn toàn có thể mở ra xem. Sau 3 tiếng 40 phút, nếu chúng ta làm chế độ đầu tiên thì bánh đã chín rồi. Nhìn bên ngoài vào thì chúng ta đã thấy nó vàng rồi đấy ạ. Giờ chúng ta cùng mở ra xem nhá. Rồi, bây giờ sẽ nhấc ra và cắt thử xem sao. Khi bánh chín thì bánh nó rất là dốc khỏi cái khuôn. Chúng ta chỉ việc cầm hai bên, nếu là có ngang tay để lót mọi người nhá. Dốc lóc ra. Đó, vậy là bánh đã ra rồi. Bây giờ sẽ cắt thử. Đúng ra là mọi người để nguội cắt nhá, nhưng mà em không thể chờ được nữa rồi. Vừa quá, nên là sẽ cắt luôn. Nóng quá mọi người ạ. Khi mà cắt bánh nóng thì nó sẽ ẩm, cái bánh nó vẫn còn ẩm ấy. Nó sẽ không được đẹp. Đây là phía bên trong mọi người nhìn nhá. Đó, nổ rất xốp luôn. Đấy, rất xốp. Từ giờ chắc không phải đi mua bánh mì gối nữa rồi. Một cái ổ này rất to nhá, thì em làm được khoảng 500 gram bột. Bánh nóng này tắt ra nó sẽ không được đẹp, chắc là em phải đợi một lúc nữa nguội mới cắt tiếp. Đây, cắt trước một lát để cho mọi người xem cái phía bên trong của lát bánh nhá, xem cái bột bên trong. Nóng quá. Đây là phía bột bên trong này. Bánh nở rất đẹp, ở vỏ ngoài kia thì xốp. Ui, nóng quá. Đó, rất là xốp luôn. Mọi người nên để nguội lấy cắt nhá, em phải để nguội thôi, nóng quá. Nói chung là thành công rồi ạ. Đây, sẽ zoom gần cho mọi người xem. Mà nói thành công thì chắc là xấu hổ, bởi vì là mình có phải làm gì đâu. Mình cho đúng nguyên liệu vào máy và ấn nút số 1 thôi. Đây, ấn đúng menu 1 và mặc kệ nó 3 tiếng 40 phút. Thế là chúng ta đã có bánh ăn rồi. Chúc mọi người làm thành công nhé. Và em nghĩ là ai cũng sẽ thành công thôi, bởi vì là mỗi việc cho nguyên liệu vào máy thôi mà. Hẹn mọi người những video sau thì em sẽ làm thêm các món khác với cái máy này ạ.